Ở cái bài số 55 này chúng ta nhận thấy đề bài là cho N và dãy A1, A2, AN. Chúng ta sẽ cần phải liệt đọc dữ liệu từ tệp và đưa các phần tử này ra. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Bước 1 thì ta nhập N, bước thứ hai là đưa dãy phần tử này ra, đó là input và output. Và ta sẽ thực hiện theo đúng như thuật toán ta đã đề xuất. Bước 1 nhập N và dãy số, bước thứ hai cho y chạy từ 1 đến N. Đến phần tử thứ y, ta đưa thằng AI ra. Vậy thì bây giờ thầy trò mình sẽ cùng sang Codeblock để làm bài. Bài này tên nó là bài số 55. Thầy khai báo nmax là có tối đa là 100.000 phần tử. Câu lệnh define là khai báo một hằng số. Ủa? Các em quan sát câu lệnh define là câu lệnh dùng để khai báo một hằng số. Ta cần khai báo một mảng A, ta làm như sau. Ta khai báo INTA có tối đa là nmax phần tử. Bài làm nhập số nguyên dương N, khai báo biến N. Bài này bài 55. Ấn Ctrl D để double nó lên. Sau khi thực hiện xong thì ta sẽ thực hiện thao tác đầu tiên là nhập dữ liệu. Để thực hiện nhập mảng ta sẽ làm như sau. Vì mảng A có N phần tử nên ta đi từ phần tử đầu tiên cho tới phần tử thứ N. Và ta nhập giá trị của phần tử thứ AI. Sau khi thực hiện công việc này xong, ta thu được mảng A đã được nhập. Bây giờ ta đưa mảng ra. Vì mảng có N phần tử, để đưa mảng ra ta đi từ phần tử đầu tiên đến phần tử thứ N, ta đưa nó ra. Ta thêm dấu cách để giữa các phần tử nó không liền nhau. Giả sử thầy bỏ cái thằng này đi. Khi làm, cố gắng làm đến đâu đúng đến đấy. Các bạn chờ thầy một tí. Khi làm việc ta vừa bắt đầu từ phần mảng trở đi thì bắt buộc phải chạy từ tệp, bởi lẽ việc đọc được dữ liệu hay không thì chưa chắc mình đã đọc đúng.
Và việc chạy với nhiều bộ test thì mất công nhập lại dãy số. Nên sau này khi ta chạy lại, ta chỉ sửa các số ở đấy thôi. Đấy. Vừa rồi thầy sẽ out cái dãy số là 512 vừa sau. Đây này. Do nó không có dấu cách nên thầy bổ sung thêm dấu cách ở đây. Thì ta thu được kết quả nó đã nhập ra được. Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n nên ta xây n. Dãy A1A2AN ta để ở dòng thứ sau. Mỗi phần tử cách nhau bởi một dấu cách. Output ta đưa kết quả ra trên cùng một hàng. Bởi vì trong file đề bài output nó đưa ra trên cùng một hàng. Nếu muốn xuống hàng ta sử dụng endline. Vậy thì trong đây là code chương trình của bài toán. Bài số 55. Thầy đã gửi cái nội dung như vậy. Trên đây là cái cách làm việc với kiểu dữ liệu mảng. Và các em nhận thấy kiểu dữ liệu mảng rất dễ sử dụng. Về bản chất có thể làm về cái mảng là ba quyết định từ đầu mảng trong mảng A là bao nhiêu thì chắc ai cũng rồi. Như vậy trên đây thầy trò mình đã giải quyết được xong cái bài số 55, bài đi nhập một mảng và ta đưa mảng đó ra. Các bạn có thể làm lại bài này nhé.